Bạn chúng rất xua lô đất sài sát sanh lô sát từng ở chế ti crop ram an xóa cấm cá chụp khnề mà đong tiết nó không cam thì riêng bị sang lấy bị chừng ngày robot sala mà chèm mà đồ công an cầu bỏ dương từng ở khnề sợ sợ bài từng ở khnề bạn nhưng sớm thao vây vây nâng mình ác rõ bị cho nó không dễ cao này sau covid này bạn chẳng mà dương vừa to từ mũi tiết của chả ta cần ta riêng về cần ta miền chấm ngon cần ta riêng về cần ta chụp chẳng là chả mà đó ngon có vẻ một cả chẳng cần nào bây giờ chụp đam chả clac clac chẳng nội nam mùi hết chẳng về tay chỉ miền chấm ngon vẫn to từ tiệt mình chẳng á bà chẳng chỉ mình to cho mình đừng silver bây giờ bạn hãy đợi lát nghe nick cơ dương nâng sẽ xa ông pí hay ghế semi bộ đồ rồi cái lãnh khác cái á thá mạch chân đồ đồ okay, cho nhưng mà mạch semi mình đây thà bằng tượng bằng xong tồi ta nhà mạch cho nó có được khi đã bằng tượng xong anh ấy mở việc margin và nè rosi profit margin mình đây thà chúng tôi tôi để dừng nửa sau bị cái chúng này vậy đó nữa vị trí phần chúng này bảo dừng đã nửa sau tích tuổi anh ấy hả margin margin nó lượng lần mình tích tiếp tục là primary observer mình đây class kêu miến be have hay nâng do mình chẳng miến bấy hay cho tiệt to nâng modal verb main modal verb nâng kêu miến đấy semi modal cứ mà mò bị modal nâng ngay kêu mà phía này modal hay main modal miến đấy khác miến đấy chứ can could shall should will would hay nâng must ok để chúng tầm trọng chẳng là nó cứ chia main modal rồi anh nghe này cứ như mà chuột mà tiếc cứ semi modal modal rồi cái marginal modal modal vẫn tầm xong anh lấy như mà chấm luôn từ ngõ nước miền ấy là ok miền là lấy như mà từ lời away đại dương chuột tràn một phát sẵn đại dương dùng chuột miền để chia o u g h t two ok vậy mà nó preposition to cái này ai chụp preposition được ai chứ particle or to hay điết bạn vô à thu thu một chỗ khen sân đó or to used to there need hay điết had better hay nâng would rather bật từng ngón này cứ sắp chia kể sắp chùm nuôi đài bần tay anh ấy còn là ưu thoàn ý vì mình ọt thu vì mình biệt thu mà phong chứ ta nè bần tay mụ nghe bảo vì sẽ điên từ nâng kể sắp main verb thông mà đòi use to như chăng đài used to bây giờ dừng pra tới việc đối main verb thông mà còn ta anh ấy phải ai vô thật chuối kể sắm ở miền này ở miền kể sắp là nơi cho biến ở miền này nam môi xe anh tiệt hay dear need ní từng pin ní có việc kể sắp chung nuôi đá còn ta vì mình sơ chứ trao ban kể vô thật pra nơi tu tơ cho anh bị tế còn sơ dear pra ta hiến nín pra ta chạm bách từ cá ought to pra ta cua ta used to và thlop hay had better prae thamai ba had better ni ai men prae lo chang khom ko tha ban pon tae avai nyom prae nyom prae tha ba ni nyom sae te doy sa jeung mon sae chuop ba yo lo hay cua ta ni vi sdeang khnia
chẳng cần là bởi dân miền biệt sử dụng hệ chẳng hà nà bình dụng những kế kế phía chẳng kì dọa nâng mà prạm chẳng just to những chụp chẳng tên hay would rather bà ta mạch bạn anh cứ nhóm bà ta sờ xóa lấy và vậy tới kia biệt sờ và chúng ta dùng dây bàn tay sờ nên sao miền này mình sờ mình sao miền này kì vô từ bà mà đây ok mình sờ not often chúng ta bà ta not often chứng tại sao cái này ní miền này đôi ta sao đây nhóm dây cái này ní cứ ủ thọ ta sao ơi tự lịch xong tục sao ơi tu lịch cần đà tự lễ cùng oi tá phượng chẹp tia anh biết chưa vừa ăn dương tầm nào món nè xây kem ai ăn kem ai xây cho nó cứ giờ biết nó cứ dương nhôm vô biết would rather mở prà đi prà ra sau khi anh chẳng anh cứ miên tai bản năng cho dương to vô biết một chút nữa mà sẽ xa tạm đoán tới nó không về liền đi mà lấy xong động kia sẵn bản chân ngày nít cái dương vô biện bí nó sẽ xá had better and would rather bản đây dương bản prà rồi mày hỏi ta had better cứ ai prà thá mấy vô lò á vô lò cua tay cho tham thiết đó này I would rather prata so okay chăng chứ mơ tới lơ tụm rong nơi ca prơ had better and would rather tớ piện ni tam pịt chứ mơ tới vi hạt đôi chia ca prơ prách nơ trong pel atay ta ca chăng pần tae piện tưng pi ni cứ mần mên tê cứ chúng prơ ban tae nơ trong pel bạchbon ca hay nưng ảnh ảnh cột ta ca na muội lấy mà tôi wrong, ok, tầm wrong positive, wrong positive bao, bây giờ từng pin này giờ mày đá, bạn cứ dùng pra subject, bố chúng mày nâng, hat bởi mày had better bởi mày tiết bởi bọn bởi mày nâng cam cái này cái chữ tâm rộng vậy chẳng khẳng này có mình là tay tài cao thế cứ dừng pra protein bởi mày nâng had better bởi mày nâng cái sắp tôn tìm muối hay dừng bởi mày nâng complement or supplement. Lại dùng một thứ hóa. Ok. We had better go now before it rains. Nhưng bây giờ thầm ấy. We này cứ chứa subject. Had better. Cứ nói ta had better. Go. Cô vừa bón. Hay to tiết này cứ chứa. Biệt bằng time, clear bằng time, ví dụ bằng time là bây nứng. Bằng bình này này ví dụ này ở căn tái bình lên chứ này tại vì thời gian khán cứ dùng bên trem này tập tám rồi bấm muộn đại dương chọn chắc là pika pra pia had better ok chẳng nghe nên pra thầm ấy ví pra đại dương chứ ví dương had better pra thá vô lõ dương vô lõ cụ tả thảm tiết các bạn đó nè dương vô ló cua tá tơ lơ môn pel pleng môn pel pleng we had better go now before it rains dương vô ló cua tá tơ lơ môn pel pleng ok chẳng kỳ dịch ca pra nó không tùm ruộng positive à lời như riêng mùi mùi sẵn dương mơ dương vô tơ lơ had better sẵn chẳng negative cái negative form cứ mình sẽ có những ví dụ xây tiết tế subject bộ chung mùi nâng
had better bộ chứng minh not bộ chứng minh verb 1 no 2 okay no 2 mình ta I mean they had better to go nhớ ta to go lại no subject had better to go verb 1 no 2 chẳng nói kìa vậy thì dân play cứ dân quan tài bằng thèm thèm ấy bằng thèm not tờ lỡ bằng to bì better bằng to bì better ok cho như một ưu tư hò you cái chữ như mà you cái chữ ấy chữ sắp chỉnh chứ had better have better not okay be verb one I mean better not to be late nè you had better not be late be cái chữ cái sắp tuần thì mới được bao to be chưa nữa ấy and am is an you had better not be late our boss is here today chẳng thế rồi tomorrow nè anh mình cù nè anh giờ lo cù cùng chẳng nhưng phải thế anh giờ lo cù cùng giờ đấy cù cùng giờ lo cù cùng như nhưng phải thế giờ lo cù cùng chẳng cái này nhỉ nhưng phải thế giờ lo cù cùng mình anh nhà anh rồi xong là nhà anh nó sài dương prai đó nè khá anh vậy nhà anh vô lõ rồi bồn anh cái mà nè nhà anh vô lõ cua cùng dượt ấy ngày ní rồi nhà anh cua cùng dượt ấy ngày sáng qua nhâm thái anh đi dạy prai ban cho mùi nước present and future cho anh dạy vậy ta you had better not be late tomorrow our boss will be here rồi you had better not be late our boss is here ok chẳng nói kia cho tùm ruộng tùm ruộng bạn đi xa chẳng dùng mưu không bây giờ từng pin cứ chia cá bắt đầu đồng bồn miền chẳng tới had better vô lọ cua ní hướng vô lọ cua rồi gật cua tay vô lọ cú cùng với tất cả ví dụ bản sắc này dùng prai tới thằng bài sản phẩm pro tới nè anh ấy cứ chia ca vào đó chia làm bốn miền anh ấy về ở đây thằng máy chia ca vào đó nữa advice ok advice là cái nào mui để bị chia liệt từ than là phiệp chia liệt là mui chẳng vừa thằng ấy cứ than phiệp chia liệt tha viên là pleang bây giờ mình từ hay anh ấy chia liệt tha cho vay và dưỡng nó nâng chẳng bờ sân than ca môi đề mẹ rộng thì chết lẽ cái gì ngay prai cho môi nâng had better better rực better cái tam British American đó nâng nâng nà cái chỗ chất tông này ta nâng ta cái bần to tiệt negative and then crash bạn tùm rộng tôi dụ xùm nùa xong lộp cái này nhé thì trong chú bác tiền cho tiền lăng mơ tớ này mơ bàn hơi mình đổi dương riêng được không thân ạ tớ là tạ lộp ấy và thơ tớ phải cót đừng chọc à hả lợi yêu mơ tùm ruông bởi dụ xong nu bình tớ dương thùi dàng mạch và ví dụ xong nu lấy những cái cua chạm rộng mình tích mà cua chạm rộng hả lợi yêu thùi mạch bạn khăn lơ had better had đôi chữ bịa mùi chẳng bịa mùi chung kia ta đã bị một ví dụ xong nữa chẳng khởi thế cả bà had lại ní về với đồ tùm ruộng bỏ hạp bình nó không bạp cho bà đã xa nâng ốc xong đồ bạp chữ ví dụ xong nữa còn tay đặc cho dương con thế đồ kia rồi viên had had bộ môi nữa subject ok
bộ chúng mình nâng para bộ chúng mình nâng verb want no to bộ chúng mình nâng camp complete question mark cái chứng nếu cái giờ tụm ruộng bỏ nếu cái thui chụp dụng sầm nua cái giờ mình vô head better ní một tiếng học thế cái chứng còn để vô ta head mười phần năng ok còn để vô ta head mười phần năng chứng cái lấy head bộ mười năng subject bộ như mười better bộ như mình kể sập tuần thứ mười đó đã chứng ở đây được play cái con đấy bấm bài kia vô bật thiên bộ bấm bài được bằng head hay năng better chứng đã bật thiên được cái nào mình nhé dựa sầm nuôi dựng đăng tăng việt nam phần này hơi đồng bay bậc cận dựa sầm nuôi cứ dưỡng bắt đầu ti tăng rồi bỏ kể dập chầm nuôi nữa bạn một đó rồi có sự vấn bắt đầu ti tăng kia từ chẳng là hết lấy những ưu thọ bạn ủa thó had we better read more books had we better read more books had cái là had we chia subject better better read more cái verb want okay read 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 nè more books cái chia complement biểu bằng thang với sinh tiện nếu như bạn tham mày ta dưỡng vô lõ của ta ăn sẽ phơi phần thang tiện đấy ta dương vô lõ của ta ăn sẽ phơi phần thang tiết đấy chấm đẹp đừng dương đôi miên cầm rớt nè chẳng sau miên xem là dương dây bị rừng đường muối tức chẳng dương ai thà ta dương của ta giờ dương vô lõ của ta ăn sẽ phơi phần thang ấy ok chẳng nếu cứ giờ bị vô sầm nú bẹp sọp cho xua ta ta dương ai sẽ xây bị vô sầm nú bẹp bạc sẹt bạn đấy bạn phần tay cứ dừng pra tùm rong khlấy rồi bỏ hát nè tới giờ hành hành anh vì better read more books tới dừng vô lo của công an sắp hư mình thảm tiết đấy bộ dừng chạy bé ấy đôi chồng ia rơi ấy nè chẳng vô lo dừng của công an sắp hư mình thảm tiết ấy nha tại nó dừng ai xuống hadn't we better read more books? Tại giờ lo những cuộc công an sẽ phơi mình thèm tiệt ấy. Hay về tập lọc từ khẩn ta mới đi địa tôn nâng tập rong clay vào hadn lấy nhưng mà được khơi ta ta had lấy had better này giờ ai cũng rung biết tới giờ tập rong clay bàn out và chỉ biết nát cứ biết chỉ bàn cứ dùng tra máy strophe d better mà bạn apostrophe d hay nâng better mà rẻ vút bạn not anh nâng đôi kèm không bạn apostrophe d ra à đờ bởi vật thiên ái cứ như I'd rather ní có đôi kèm I'd better. Okay. Vừa thằng lên chương bài trong buồn viết. We'd better go now before it rains. We'd. Chúng ta nè. Chẳng tới nè. Hay ní. You had better. Tới chứ. You'd better not be late. Okay. You'd better not be late. Okay. Cái này you are that you'd. Amen buồn cái này nè. Lấy mà cả muốn muốn prum lấy bán ở miền này được khởi trong một prum lấy thế mà lấy cứ khó chẳng lấy được prum cứ miền được lấy này youth cứ prum trong job của thiên you better not be late our boss is here lấy có prum cả đã trung sòng ấy had we better read more books hadn't we better read more books okay
chẳng nói cứ giờ cà bờ robot hat better hat better chẳng nói hat better chạm thá cứ ở bờ nạc nóng à tay tất cả tê biển ní cứ dùng bờ thành chẳng cứ nằm bay vô mà bờ nạc nóng bị bạch bắn hay nâng à nạc quất tại bờ nó vậy chẳng biển tay tất cả cứ ở bờ tê cứ ở bờ robot rong nạp xe tới u thon đôi suit ấy nè bạn suit được cả mày mày nắng nắng riêng kết tới lớp khăn winter bởi bởi cả bởi riêng kết tới cả pra had better này cứ ăn khó ấy nè bịa ought to rồi có suit đấy cứ ăn tới này viết đôi cái này cứ ăn chả khi nào tự mình tham học vấn đề bởi riêng cùng ấy nét xe rồi nét đẹp pra riêng trong cái lệnh đấy cứ quạt chơi em rồi bịa nè tham mày đầm bay plap đồ này cả xe bọc quất cùng ấy miền bịa sầm nhám ở cùng ấy miền bịa sầm cùng ấy bịa sầm chơi nhá dừng ăn đào đào cái hình chẳng là anh had better cứ nhìn phải chọn tập này ta dừng mà mở thì tôi nâng cao ra would better mà đòn sau mà đòn bạn chẳng dừng mình to mà would rather ok chẳng dừng cái lời như mà tụm ruộng này cả pra would rather tạm biệt bẹ từng pin này cứ ở sơ khó nghe thế tụm ruộng cứ từ từ đổi cái này lời như mà từ lời positive ok anh ta post cứ gì mà đấy subject plus would rather plus verb one okay infinitive without two infinitive verb one or two infinitive without two plus comp okay full stop chính như mới một ụt thì ho ụt ho bạn nhớ lưu vô số phía sức khả năng mà dây vào đây mà nhưng khi mà trâu hay xâm rạp nhẹ đại bởi kê khăn số phía sức phải chứ nên cả bà tụm rộng xây và đây như bạn đừng thấy cái nhìn ra tâm tụm rộng xa mạnh bạn này hay lựa vô bụi thọ này mà bà vào đây mà I would rather ok I would rather let the boat sank in the door of ocean then let not let but then have okay, vô lấy, ví dụ ní vậy là bạn đối xa đã dương dây tới việc biệt buồn hay là ví dụ nó vì xì khí anh chẳng lựa vô mòn tích mà vì đang vệnh tích hay ai nâng thua ấy nên cả confusing mình tích bần ta vậy dương chong chắc cứ ai từng tìm là bần năng có bán này ok, ủ thó I would rather let the boat sink sorry, let the boat sink in the middle of the ocean then have the house burnt okay then have the house burnt but you mean the I គឺ protein would rather នឹង let for want okay ហើយបន្ទាប់ទៀតគឺជា complement ប្រយោគបន្ទាប់បាទthe boat sank let the boat sank នេះគឺជាតម្រងមួយទៀតមានន័យថានេះហៅថា complete object ដែលពាក្យ let បូកជាមួយនឹង let បូកជាមួយនឹង object ហើយបូកជាមួយនឹង participle គឺសព្ទទង់ទី3
Let the boat sang sang một việc sing sing lịch lịch cho không tự lộ bấm sing sang sank sank. Let the boat sank in the middle of the ocean, then have the house burned. Nữa đội bịa cho hiện tại pole thà khi ông bạch thạch nhóm đây bịa cho hiện giờ thà tụt chè tụt tới mình đây ta sớ tại lấy những bộ ra làm ví dụ tới đời sau dừng trong prà khi nhóm sơ oi sơ oi lạnh oi mình đào oi trong sơ oi tụ lịch cần đào một hà sơ mót rồi cần đào tần lễ giờ hà sơ mót thôi riêng trường tiếc tại hôm nay chứ ai bỏ ra được cần đào tần lễ tới cần đào tần lễ chia chiến chia chiến ở thế trẻ cái lãnh đã let các bạn đã have bạn cái lãnh đã have các bạn I would rather have the boat sang khi nhóm sơ ơi rồi gần nhầm sơ ở lịch tụ cái nào tờ lễ chơi chén phướng chẹp tiền chơi chén tụ tụ bán rồi gần bên nào ở phướng chẹp tiền cái chân lại như dừng vô là biệt thà sơ sơ mình đây thà mấy sơ nữa sơ nó mình đây thà dương miền chùm rư tụ tụ vô mình đây dương tụ tụ vô này chùm rư là mùi sơ sơ biệt sơ cái này nhé mình đây dương tụ tụ yo rưỡi từ tuổi yo nói chấm rưỡi nà mùi để ông lấy cái thang ấy preference sơ yo mình đây từ tuổi yo chấm rưỡi nà mùi chẳng là cái bà biết sơ sơ yo preference mình đây thay dương miền chấm rưỡi pi chẳng dương trơ chữ yo à mùi nà nứng kéo thác would rather. Okay, yeah. Would rather. Thiệt nhá. Okay, chẳng là dương positive. Bộ tư hóa này đang lồi tích cho người ta. Và dương trăm bộ tư hóa này bán. Chứ ai chơi. Và would rather. Hay giang tiết. Anh đi coi chỉ clear môi để dừng dây tới bây giờ logic dừng lôi đó nè bây giờ chạy chế bây giờ môi ok dừng to từ negative là đôi khía muốn đá subject plus no to cái infinitive without to plus come bà rủ thó I would rather not drink alcohol chẳng ngờ ai cái subject would rather not drink verb one not I mean not to drink thế này cứ I would rather not drink alcohol chẳng nói mình dương miền trung rồi chẳng cài chưa rồi chẳng ngờ ở dương miền trung rồi chẳng như dương ai chưa thấy I would rather not drink alcohol về cái số là dương miền beer sorry we have coke and wine which one you prefer ay ke thai ke mean coca hay nung sra alcohol sra chang ta ta jeung chang phak muay na which one would you prefer chang ye ai nye tha I'd rather not drink alcohol you ai chlai tai pra piyon te chang ke nung yol hay nung ke leuk yo mo ba jeung nu coke ta mdon cùng bài thà I want coke please dừng anh dây chẳng đôi đang lôi tí nhá I would rather not drink alcohol cái chân đứng vô bán nó to to và to tiết lớn lớn question but question cứ đôi khi đá cho mình đừng hạt bà rơi nữa kinh vô wood ấy tiết bộ mới subject bộ chung mới nâng rather bộ mới kế bộ mới bộ one no two bộ mới nâng con và complete question mà bộ thứ hai you that much chơi thứ would you rather eat out tonight? Cho nên anh ấy dạy prai thân này anh chưa hiểu
cái nhà bài nó càng khá là dụng đi ai ai trai thành chân các bạn đó tần anh chọn nhà bài khá là dụng đi phần tay cái là để sạc để thả nước cứ to là miền cả chữ r miền preference chứ ai nâng cái su thang would you prefer would you rather eat out tonight would you rather eat out tonight chẳng nói cái này cái su nhá bên đây thì ai miền chữ r nào một một sen tiền này ai nhà bài nộp tiếp rồi cái nhà nó càng cao chẳng would you rather eat out tonight à ta này anh trừ rồi cho cái nhà bài nó càng cao chỉ cần xung đôi hả no I would rather not no I would rather not rồi cả yeah I would rather yes I would rather rồi cả yes I would yes I would ta bảo sang chia para sát no thế chứ no I would rather not okay no I would rather not cái dương con ta para bản năng nghe này ta vì chúng nó hỏi I would rather not going out tonight cho nên cái chia function robot à vậy tôi khai thác auxiliary verb này cứ giải para biệt tại bản năng tâm ấy chúng nó ví dụ tổng hợp bàn chui ví dụ tổng một bàn yes I would rather được rồi yes I would yes I would nhưng cho nó chơi tập lập một bản năng bình các bạn đây bên đây nhưng cho dùng mình thèm rather phong bộ anh kia ví dụ đây dùng dây ông pi pi rather rather okay would rather bạn chẳng xin không tha nhà tòa khía ai tụ dỗ bán là quay chia cà pra pra hay nâng ạch thân đấy rồi bỏ bịa had better hay nâng would rather chẳng là xong mọi cuốn xong là cao tàn đán cho chất tự đạo tòa khía tụ bây ngày ní nơi tiệm sơ khắc tên chưa thằng ngày nào mỗi nơi bây tờ riêng đó nhà tòa khía nâng ai vừa mở rộ video này vĩnh hay dỗ vía chỉ chùm nuôi khắc là để bụi chùm bán thương này bạn chúng ta xong mọi cuốn hãy xong chuẩn bị đi sợ sợ bài tóc nha chụp khen được không video cởi tiệt